Xin chào các bạn, mình là Đặng Minh Dũng đây. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của Plan vs Zombie. Yes. Và mình bắt đầu thôi. Mình vẽ cái này. Ok. Và mình vừa mở được một cái phần mới. Nó ghi cái gì ấy. Thấy cái búa đập vỡ kia mình. Mình sẽ vào thử nha. Yes. Thấy gì đây, cái gì đây, đây là cái sáng tập trước này. Ồ, có cây đậu à, có à nhầm rồi, có cây khoai lang, rồi có củ khoai tây thế nào. À ôi, chết, có zombie làm sao đây, zombie tiếp. Yes. Ồ, cái gì đây, ô dập nát zombie luôn. Lại cây này nữa, khỏe vãi. Ôi chết, không có cây nào nhỉ. Ôi chết, mình phải chỉnh lên đây. Ồ, đi sắp đó. Rồi, mình đã chỉnh xong rồi, yes. Và chiếc khẩu tiếp theo sẽ là... lại là zombie. Không có cây. Đây rồi, cây. Chết rồi. Ôi, lại có đầu xong nữa. Ôi, một con đầu đội cái số. Nó khỏe vãi. À đây... anh lực sĩ đây, đập chết luôn. Đây, cho vào đây, đặt cây ở đây và hết rồi. Sao đây, cái gì? Giờ mới là chính thức. Có bình lá, mình sẽ thử bật đập bình lá ra nha. Thế nào? À, đập bình lá mình sẽ ra những con của mình. Mình sẽ đặt con này ở đây trước. Và trước bí mật vẫn là con này. Hai con này đặt ở đây luôn. Đây, cho an toàn. Không con nào vào ra. Đây, zombie. Một con đậu mới. Nhưng mà nó bị đào nữa rồi. Đây, con đậu mới đây. Mình sẽ đập cái này. Lại là con đậu đấy. Này luôn, đặt đây luôn và lại là cái này. Xong ạ, chả thấy zombie đâu, để mình test thử đậu mới đây. Đậu mới này, đậu mới này bắn ra quăng và gây chậm zombie, đúng rồi. Thế nào? Vãi. Cái con này lúc đầu mình thấy này, thấy nó đậu đứng mạo hiểm. Thế thôi, hai zombie đây rồi. Đậu băng, yes, đậu băng. Bắn đậu bình thường, đập tiếp. Ôi lại đậu băng. Thôi cho anh đi tiếp, phòng tránh lấy bên ngay mà. Có thằng đầu son đây, vào tiếp. Đập đây, wow, là zombie. Tôi không biết có cân được con đầu son không nhỉ. Mình có thể đào này, cái gì đấy. Mình không lấy cái này nhỉ. Ô chết, mình nỡ tay xóa cái con kia rồi. Kệ, cố gắng lên, sắp chết rồi. Châu bò thế. Mình sẽ sử dụng con. Ô chết, nhầm. Châu bò thế. Chết rồi. Cái gì đây? 2 hoặc 3, tức là mình phải clear 2/3. Cái gì đây? Một cây mới. Kệ, để xong. Lại một cây mới nữa. Cây. Mình sẽ thử cây này nha. Cái này làm gì? Cái này làm cái gì nhỉ? Wow, nó đổi ngược lại phương hướng của zombie này. Wow, hay đấy. Ôi, zombie gì đấy? Cho làm thử xem nào. Chết rồi. Con zombie này. Chết rồi. À, hay quá. Nó cũng chết hay. Ôi chết, mình bị mất hàng rồi. Ôi, mình lại đập cái đấy ăn. Đập lá tiếp, nhanh. Để đây, rồi, bắn. Đập đây nữa, ôi hay quá. Ô, trên này có zombie này mà. Cần gì phải nhỉ. Ôi, zombie tự gắn zombie rồi, hay quá. Lại cái đậu này. Ôi giời, con đầu son không sợ.
không sợ điều sau, giờ có nấm thôi miên rồi thì nó thôi, thì nó vừa thôi miên cái con đầu sau xong khỏi sợ nha. Bị thôi miên là con này sẽ không bắn được con thôi miên mà thay vào đó sẽ con ấy được tiền. Ô mình không biết tiền làm gì, mình thử tí nữa mình thử ra xem tiền làm gì. Ok, và giờ mình sẽ unlock cây mới nha. Thì ra đây là cái cây đậu mới ở vừa nãy nó cho mình ở trong cái phần kia, mình sẽ vào nhà của chú Dũng. Ở đây có giỏi zombie mới này, zombie cầm gậy chạy bộ lúc ấy mình nhìn thấy bên ngoài rồi, mình sẽ chỉnh cái này xuống đây nha. Ok, bắt đầu trồng hoa. Yes, hoa. Yes, mình chưa biết cái này để làm gì nha các bạn, nếu bạn nào biết thì hãy comment bên dưới. Tao đi đâu rồi? À đây mình vừa ăn nóc một cây mới này, cây này gọi là mìn. Mìn này phải đặt từ xa, nó mà nở lên một phát á là con zombie này vậy nó đào mìn lên luôn mà nó không chết. Mình phải gọi là đặt đấy á, chờ mìn thì nó mọc lên đấy, mìn mọc lên rồi đấy, nhìn giống chuột chũi không? Mình nghĩ vậy, nhìn giống chuột chũi. Sao đi lâu thế? Để nó xem nó tung xác con này lên. Ê nhanh lên, để ra con chồng mình con kia nữa, cho vào đây nữa. Đấy, cái chồng mình kiểu vậy là zombie nó không vào được ngay. Mình sẽ chồng đi tiếp. Sao zombie mãi không vào nhỉ? À mình mãi không nở nhỉ. Mình lại tiếp tục lấy. Yes, để đây tiếp hai hàng hoa, rất nhiều tiền văn, nhiều văn tiền. Bù lại con ở dưới nữa kìa. Nhanh rồi, đặt lên một cái nữa. Yes, lấy cái nó chưa hồi lại. Mình sẽ lập ra hàng phòng ngự nha. Thôi tại sao đi, mình sẽ lấy đặt tiếp. Nở rồi, nó vừa hay quá. Tao vừa mình vừa kịp triệu hồi ra con kêu chết đi. Yes, con này khỏe lắm này. Tao cho bom nổ chết mày luôn. Tiền nhiều đem. Con này đi rồi, không biết tác dụng của nó gì nhỉ. Mình nghĩ là mình phải chắn ở đây, vì nó khá nguy hiểm, xem nó có thể làm gì. Ôi, con nhảy quá. Chết rồi. Bắn chết nó được chưa? Bắn chết đi, cầu mày, bắn chết đi. Cầu mong, bắn chết nó đi. Đây, con chết. Ui, không chết nó được rồi. Chết rồi. Chết luôn. Đấy, đặt cái này ở đây. Không kịp rồi. Ở đây. Chết, thằng này mình cũng quên thủ. Đặt ở đây, không cho mày vào. Ôi, chết rồi anh. Chết rồi, bàn này khó quá. Mình quên không thủ trước thêm cái cày. Mình tham tiền làm gì. Rồi bắn trước đi. Ok, mình sẽ thành tư sản cho hết hoa rồi. Đã thế mình sẽ đặt tất cả, lấy hết tiền vào. Hạo tàu nó cũng không có nặng. Đây mình sẽ đặt full hoa luôn. Đấy, có đây hoa nữa, đây nữa. Mình hoa chất nhỏ rồi đấy. Mỗi tay mình đào chỗ này. Bom bơ mi nụ thầm mình đã tay mình nhấn này. Thôi nó đào. Ok, thằng nào cũng vậy, mình sẽ cho nó đào cái đấy. Mình sẽ cho một con bia sắp tơ vào đây.
Mình mới biết là tên của năm đi sát tư các bạn ạ. Đậu. Ê, sao khó có thế, mà này khó thế. Mà này khó thế nhỉ. Thế, ôi chết 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 chết. Dòng này phải trồng. Mình đang nhiều tiền rồi, dư giả rồi. Không sợ, cũng tốn. Chết rồi, mình đào cái đấy kệ. Và mình sẽ tìm xem vòng dòng nào có một con dư nguy hiểm nha các bạn. Nhiều tiền. Trồng tiếp, mình thích trồng hoa nha. À, dòng này đây. Mày nhảy qua lại có cục khác, rất đỡ nhỉ. Hợp lý không? Cho dòng ở giữa này. Một phát. Này, xem chạy đâu được. Cho dòng gì ở đây một phát này. Trồng tiếp này. Mình phải trồng thật thật nhiều hoa đi. Đó, mình rất thích trồng hoa. Trồng hoa nó sẽ đẻ cho mình tiền. À, mặt trời. Và mình được mặt trời thì mình sẽ có thể trồng rất nhiều cây để xem mình có thể lấy được bao nhiêu tiền nhé. À, mình lấy cái này đây trồng đấy. Đấy, đấy. Nở này. Ô, mình được cây. Mình được cây đậu. Băng. Vì sắp tới băng mình nghĩ vậy vì nó có băng mà. Hợp lý nhỉ. Và chúng ta sẽ đến level 7. Có rất nhiều màn này. Ok. Rất nhiều màn này, anh em nhìn này. Đây, con gì đây? Đây là một con. Nhìn khá là ghê nhưng mà thôi kệ, mình sẽ chơi thử nha. Vào và ui, chơi. Ồ, vẫn có con đấy. Khó chịu nhỉ. Lại trồng hoa. Ồ, đây mình có một con mới. Mình sẽ thu bé cái này lại nha. Mình ở đây mình đã có một con mới. Đây, bia sát tơ băng. Ồ, đắt thế. 175 á. Mình sẽ cố gắng trồng full một hàng bia sát tơ băng nha. Rồi, lại có một con rồi. Đâu, dòng này đúng không? Yes. Lần này mình sẽ không tham tiền nữa. Lần trước mình như người lại tham tiền cho một dòng đấy đó. À mà không biết đi sát băng nó bắn chết được con đấy không nhỉ? Con đấy chạy vừa nhanh mà nó lại vừa khó chịu nữa chứ. Kệ đi, mình sẽ trồng hàng đi sát tơ băng. Rồi mình trồng hàng này đã. Rồi mình trồng hàng đi sát tơ băng xong. Không cần, đi sát tơ này không cần. Và từ từ đỡ tốn tiền, mình sẽ cho con này. Đó. Cho nó nổ hết hai con này đi rồi. Mình tính tiếp. Lại chưa có con này mình sợ. Mình sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ trồng hoa phía trên cơ. Mình sẽ rút kinh nghiệm lần trước. Con tấn công của mình nó chết trước đấy. Rồi sắp. Đây. Con kia đi chậm nhỉ. Ok, mình sẽ cho con bia sát tơ băng vào đây nhá. Bia sát tơ băng, yes. Bia sát tơ băng. Yes, bia sát tơ băng. Đấy, bắn slow chúng nó kìa. Đi chậm thế. Ôi, đây rồi. Con này đây rồi. Rút kinh nghiệm từ lần trước. Mình tham tiền làm gì? Mình trồng hai hàng mã ở dưới. Vì vậy chúng nó có thể vượt qua, đào cái con tấn công của mình trước. Và mình kẹp hai con ở bánh bia tê luôn. Hai con ở giữa luôn. Rồi, ơi. Mua tiếp, hoa tiếp. Mỗi tội lòng ở dưới chưa có. Nhưng có vẻ đi sát tơ băng hoạt động rất tốt các bạn ạ. Hơn đi sát tơ bình thường. Rồi, bắn chết được mấy con đầu này luôn. Vì nó bắn chậm mà. Đúng không? Trồng này. Để sau trồng đi. Mình sẽ trồng thêm hoa. Để lỡ mấy thằng kia nó vào thì đỡ. Rồi. Nhanh nhìn. Đậu. Trồng tiếp. Ui. Mà này em thấy. Các bạn thấy cái cờ này không? Hai cái cờ luôn. Tức là hai lần chúng ta. Wow. Kinh ơi. Mình sẽ cho nổ bom chết hết đấy.
rồi mình sẽ cho một thang khoai tây nhé. Khoai tây để cho chúng nó chết hết. Sắp đến cuối này rồi nha các bạn. Rồi trồng rất nhiều tiền, mình được rất nhiều tiền rồi. Mình sẽ thay vì mình trồng đậu nữa thì mình sẽ lấy tiền vô bon. Vô bon bán chết hết. Bạn thấy tiền nhiều tiền không? Đến 1.000 rồi. Thế rồi, mỗi cái này 25 nha. Yes. Nhà tiền thích vãi. Đúng là các con đang đi sân tư băng này là nhà nữa bạn. Phải gọi là ngồi bấm lâu vãi. Ôi, nhưng mà mình nghĩ mình bắt đầu sắp phải ấy rồi. Mình nghĩ mình chưa cần đâu. Con đi sắp tới băng này bắn slow mà. Sợ gì nhỉ? À, đấy, chậm như rùa. Chứ thực ra, thế là mình đã đếm rồi. Cam của nó cũng ngang với cái con đi sắp tới đường thường thôi. Nhưng kiểu là nó slow lại. Sắp đây rồi, chuẩn bị bom chứ. Đây 2.000 tiền luôn đấy, 2.000 tiền quá nhiều tiền. Nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để nổ cho chúng nó tan chết, nó tan xương nát thịt. Đúng, đây vẫn chưa khỏi bên cuối đâu các bạn ạ. Phải nhặt thật. Wow, nó vào kìa. Chết rồi, chúng nó thay nhau rồi. Ăn shit rồi. À, thế mình cho một hàng. Đang lại. Mình mẹ nó đào. À mà có sao đâu, nó đào có sao đâu. Trồng lại. Cho mày đào đến sáng mai. Cho mày đào đến sáng mai nhá. Chết rồi, khó quá. Ôi, à, có con kia này. Hay quá, con này chết rồi. Đi chậm lại, không được, đi nhanh. Đấy, rồng ở đây. Ồ, có con ở đây à? Có một con thôi thì mình không sợ các bạn ạ. Vừa nãy có hai con kèm đạp nhau nên mình cũng sợ vãi nhỉ. Đấy, nhiều tiền này làm gì, nhiều tiền gần. Rất nhiều tiền rồi nhưng mà đấy chỉ ba hàng hoa thôi. Ôi à, cho mày đào đi sáng mai. Vì con này bị slow chậm cả mà, cho đào đi sáng mai nhé. Đây cho mình ở đây này, cho nó chạy qua hợp lý, mình cứ đi vãi. Đây gieo tiếp ở đây. Mình sẽ trồng mìn nha. Mình nghĩ là kế hoạch mới rồi. Xong với thứ hai khó lâu thế. Nhanh lên với hai lâu chết ta. Mình nghĩ là mình trồng full một hàng ấy được rồi. Phải phải sợ nhỉ. Ôi hai lâu thế ta. Kết thúc màn này lâu thế ta. Chắc là phải tăng cường đan thôi. Mình nghĩ mình được tiền này mà mình chả để làm gì thì cũng vô dụng. Được rồi, sắp đến người đấy rồi. Rồi, cho nó nhảy qua mình đấy. Cho nhảy qua mình. Đấy, nhảy qua mình. Wow, nhảy qua mình không sao luôn. Yes. Mình sao lâu thế. Mình phải cần cái gì đó để triển khai tốt hơn. Nhưng đằng nào cũng sắp đến rồi, chả sợ nữa. Chả cần triển khai nữa. Mình sẽ nhảy cái này ở gần mấy cái đầu ấy. Để cho mấy con đấy nó. Đây, chỉ cần một hàng đi sắp tới băng thôi là mình đã có đủ khả năng qua quay này. Đúng là đi sắp tới băng.
lâu thế nhỉ? Tiền lên 4.000 đâu mà mãi chơi quay đã thế, thôi đã thế mình nổ luôn, boom nổ luôn cho nó nhanh nhỉ? Nhanh lên này, con này chắc chắn sẽ ôi chết chết nó gặp xong cái này rồi, lại có mới ngay, xem nó gặp đến bao giờ nhỉ? Đã ăn nó còn sẽ lâu nữa nè. À con viên nổ mì nó, wow. Ôi ăn nhanh thế. À không 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 sao. Ok bây giờ nhá, mình thay vì mình để dành tiền đúng không, mình nghĩ là trò mới hay hơn rồi. Đâu ở làng này đúng không? Ok bia sắt tơ băng ở đây, bia sắt tơ thường ở đây, chắn chắn bia sắt tơ băng à thôi bom bơm đi đùm. Tiền nhiều để được trong, chúng ta chẳng cần tiền nhiều, chúng ta đã dư dả rồi, dư dả rồi. Yes, gặp được cây, không biết cây gì nhưng mà giá 150 thì khá đắt. Một cây đậu cũng bình thường. Tạm biệt các bạn, tạm biệt tất cả các bạn nha, bye bye.